Dạ vâng, thân ái chào tái ngộ các bạn. Hôm nay là đầu tuần thứ hai, ngày 18 tháng 9 2023. Mình mới đi xin viện trợ về để có đi mua một vài cái vật dụng để dọn dẹp nhà cửa, cũng như là mua mì gói và đồ ăn sáng. Thành ra hôm nay là đầu tuần và như mình hứa là bắt đầu đầu tuần này mình sẽ bắt đầu hoạt động làm việc cực lực hơn để làm việc full time trong cái công việc mà bãi nhiệm năm qua, để một lần nữa là những sự việc gần đây là Khải hy vọng mọi người đã thấy như chúng tôi trình bày là cái bản chất thật sự của con người năm qua. Có nghĩa là một lần nữa chúng tôi muốn giải thích là chúng tôi hoàn toàn tôn trọng cái kết quả bầu cử, quyết định lá phiếu của cử tri. Duy có điều là chúng tôi thấy rằng là trong cái kỳ bầu cử vừa rồi, cử tri đã bị lường gạt vì những cái con người như là Nam Quang, mà thời xưa có cái câu là trăm voi không được bát nước sáo, mà gần đây có nhiều người dùng từ là giả nhân giả nghĩa, thuộc phường đâm cha chém chú lừa thầy phản bạn, dân giả giang hồ gọi là đĩnh miệng, hoặc là như các bạn biết thời mạng xã hội thì những cái người đi làm tiếp thị, đi huy động vốn thì các bạn lúc nào thấy cũng tươm tất trải chuốt, ăn nói ngọt ngào, hứa hẹn một tấc lên trời, là nói nghe rất là sướng tai, để mà dùng từ gọi là văn hoa thì là thu phục nhân tâm, nhưng mà thật sự gọi là ru ngủ quần chúng để mà thực hiện những cái chiêu trò bịp bợm lường gạt mà trong cái cuộc bầu cử gọi là kiếm phiếu đó. Thì giống như Khải đã giải thích nhiều lần, cái vấn đề vận động thì kể cả ở dòng chính Hoa Kỳ, cái chuyện là mình có quyền ba hoa, mình có quyền hứa hẹn, mình có quyền nói ngon nói ngọt để mình kiếm phiếu, nhưng mà nó phải có cái giới hạn, giữa vận động gọi là mị dân với bịp bợm lường gạt. Và chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy là Nam Quan và băng đảng đã vượt quá giới hạn, có nghĩa là đã lường gạt cử tri, bịp bợm đồng hương để có được cái kết quả bầu cử, có được cái số phiếu để mà trở thành nghị viên của thành phố Westminster. Trong tình trường thì người ta gọi là sở khanh, đúng không ạ? Nhưng mà giống như cô Kẹo Ngọt cũng nói thì sở khanh thì thật sự Nam Quan cũng chẳng có lường gạt được gì cô vợ. Thì nói theo cái từ tiếng Anh nó gọi là loser, tiếng Quảng nó gọi là sắp bài giành, còn tiếng Việt lại không biết dùng từ là những cái thành phần rác rưởi, thành phần bại hoại, thành phần mà vô dụng, coi như là không có được cái tích sự gì, không có lo được cho gia đình, không có giữ được lời hứa cam kết để mà đến người phối ngẫu vợ của mình đầu gối tay gối, người ta chán chường, người ta thất vọng, và cuối cùng người ta không còn cái chọn lựa nào khác là đuổi Nam Quan ra khỏi nhà, cấm không cho gặp con, là tại vì không có làm tròn trách nhiệm của người cha người chồng, không có giữ lời hứa mà chỉ có là ba hoa chích chòe, bịp bợm, vô trách nhiệm, bất tài vô dụng, không có cán đáng được cái làm tròn cái trách nhiệm của một người chủ gia đình, một người chồng, một người cha, thành ra mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà, kêu cảnh sát lại và xin tòa cấm không cho Nam Quan về nhà. Và đó là trong gia đình. Còn riêng đối với xã hội, đối với cộng đồng thì Khải muốn chứng minh cho quý vị thấy Nguyễn Quang Trường đang còn ở Cali, thì Khải hy vọng Nguyễn Quang Trường gặp Khải để Khải làm một cái cuộc phỏng vấn, hỏi thẳng Nguyễn Quang Trường xác nhận lại có phải cách đây 2 năm, 3 năm Nguyễn Quang Trường đã ngồi ở Gypsy, đã lên kế hoạch livestream cùng Nam Quan tuyên bố là muốn thành lập là Nam Quan là sẽ chủ tịch câu lạc bộ báo chí hải ngoại
Nguyễn Quang Trường là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông quốc nội sẽ kết hợp với nhau nhận tiền ban tuyên giáo để mà hòa hợp hòa giải, đoàn kết, gọi là đề huề với nhau, làm việc với nhau dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo, của tổng lãnh sự Nguyễn Chất Toàn của nhà nước Việt Nam. Và sau đó Nam Quan đã ứng cử, và cái kỳ đó là thất cử, nhưng mà được bà Phùng Tuệ Châu vận động những Việt kiều yêu nước dồn phiếu cho Nam Quan. Bây giờ sự việc đó nhiều người biết, phải không, có cần phải giấu giếm là cái cuộc gặp mặt đó là ở nhà anh Tài Nguyễn, mà còn có biệt danh là Tài Hói, là một Việt kiều yêu nước rất là thân cận với ông Nguyễn Chí Vịnh, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mới qua đời. Nam Quan gặp ông Nguyễn Chất Toàn ở nhà anh Tài Hói và đã ở đó thâu đêm chơi bài, dọn dẹp và thủ thỉ thì thầm đi đêm xin xỏ, và phải không biết nhận được cái chỉ thị gì của ông Nguyễn Chất Toàn. Sau đó đã ra ứng cử và thất cử cái kỳ đó, và có bà Phùng Tuệ Châu đi vận động nhiều năm qua, kêu gọi những người Việt kiều yêu nước, yêu đảng là dồn phiếu cho Nam Quan. Đó là cái mà phải nói. Nhưng mà tại sao vài tháng sau, 1-2 năm sau thì Nam Quan lại quay ngược qua, là khoác lên người cái áo cờ vàng tự xưng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, là tự nhận là fan cuồng của Tổng thống Trump, rồi tham gia hô hào kêu gọi, xúi dục đồng hương đi lên Washington DC để gây náo loạn. Bây giờ đã có người bị xử án tù. Nam Quan, Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy là những kẻ đầu têu kêu gọi vận động xúi dục đồng hương làm những cái chuyện phạm pháp như vậy. Nam Quan sẽ phải trả giá. Nam Quan còn làm cái clip, Khải còn trong phao, Khải có cái clip đó là khoe là có Nam Quan và những cái người đồng hành có mang theo hàng nóng, có mang theo chó lửa, có mang theo súng tham gia gây náo loạn ở Washington DC. Nhưng mà Khải hỏi quý vị truy ngược lại cách đây 5 năm, 10 năm, suốt cuộc đời 40 năm trước của Nam Quan, có bao giờ có được cái hình Nam Quan cầm cờ vàng, Nam Quan ủng hộ Đảng Cộng Hòa hay không? Không. Khải đã giải thích Nam Quan là cái thứ đón gió trở cờ cơ hội chủ nghĩa, mà bây giờ việc di chúng nó là lưu manh giả danh trí thức. Mike Vũng Tàu nói là giả nhân giả nghĩa, có nghĩa là cái phường bị bợm lên mạng xã hội diễn sâu bất chấp, cần đóng vai gì, vai fan cuồng của Trump, hoặc là hôm thì là ca tụng Nguyễn Phú Trọng, hôm thì bám chân ông Nguyễn Chất Toàn, hôm thì là đồng hành với Nguyễn Quang Trường, bất cứ cái gì mà Nam Quan nghĩ là có lợi cho Nam Quan, là hôm thì đầu quân cho Chí Tạ, lúc là nịnh bợ Ngô Kỷ, bây giờ trở mặt với Ngô Kỷ, vài bữa nữa sẽ trở mặt với Charlie, có nghĩa là đó là cái phường tòi lói, đâm cha chém chú, lừa thầy phản bạn, nói mà không cần, không có biết mắc cỡ, đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi, vô liêm sỉ. Nam Quan có thể hứa với quý vị, nói với quý vị, đóng vai bất kỳ vai gì để lấy lòng quý vị. Bằng chứng là hồi mới nhận chức, Nam Quan hứa với quý vị là tôi đắc cử, tôi sẽ không thèm nhận lương. Mặc dù nhiều người nói lương của anh trong cái vai trò nghị viên có 800 đô la một tháng thì có khỉ gì mà anh, đâu phải như ông Tổng thống Donald Trump, thà là lương mấy trăm ngàn đô la một năm thì còn nói là không thèm lương, dùng cái đó để làm từ thiện thì nghe còn có vẻ có lý, chứ còn anh mẹ 800 đô la một tháng thì ai cần. Nhưng mà tại sao mới tuần trước Nam Quan lại họp đưa ra đề nghị phải tăng lương? Kính thưa quý vị, đơn giản là cái hồi cách đây 1-2 năm, Nam Quan tưởng bở là khi mà đắc cử rồi sẽ dùng cái vai trò nghị viên để đi tống tiền doanh nghiệp, làm tiền đồng hương để mà chạy cò, để mà theo kiểu Việt Nam dùng con dấu, dùng tên tuổi đi khè thiên hạ. Bởi vậy mới đắc cử đi đâu cũng mặc áo veston, mang đô xô, vỗ ngực, đi đâu đi ăn, đi uống, đi mua, đi còn bày đặt khoe là phó thị trưởng, đi du hành tuần thị xét thành phố,
vô vỗ ngực xưng tên, ơ tôi phó thị trưởng, tưởng là dễ dàng để khè thiên hạ để làm tiền doanh nghiệp, nhưng mà Nam Quan lầm. Người Mỹ ở đây, chúng tôi sống ở Hoa Kỳ mấy chục năm rồi, doanh nghiệp người ta cũng có năn đầu có sạn hết rồi, đâu có phải để mấy cái thằng mà chưa nứt mắt ra, chưa đủ ông nghe đó đề hàng tổng mới mà dựa hơi Chí Tạ, Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân mới được vào hội đồng thành phố để trong cái vai trò âm binh tay sai mà bày đặt vỗ ngực xưng tên phó thị trưởng để đi vòi tiền thiên hạ, tống tiền cũng chịu phát, ai mà sợ Nam Quan. Thành ra Nam Quan vỡ mộng, kính thưa quý vị, giống như hồi đó Nam Quan bị vợ đuổi là cũng là như vậy. Hoang tưởng hồi còn trẻ thì có cái mã, cũng có người này theo người kia theo, ra vẻ là cô vợ thì có thể là cổ là dược sĩ, nhưng mà cổ thấy anh này cũng đắt giá lắm mối, thành ra cổ cũng nghĩ là thôi kệ, coi như nó tiếng Anh nó gọi là trophy husband á, coi như ý nó là mình là tiến sĩ dược sĩ thì mình cũng cưới được thằng chồng là cũng như là có giá đẹp trai, được nhiều cô đeo đuổi, coi như là một cái trophy, một cái cúp đại khái như vậy. Nhưng mà ở nhau 5-10 năm thấy mẹ nuôi thằng này quá gọi là bức xứng, mình hơi sức đâu mà nuôi một cái thằng báo cô như vậy, thành ra cuối cùng vợ phải đuổi. Thì bây giờ cũng vậy, băng đảng Trần Thái Văn, Chí Tạ, Charlie tưởng là đưa cái thằng âm binh này vô băng đảng mình để có 3 phiếu để mà thực hiện những cái mưu đồ để mà tạo cái cánh xây dựng quyền lực để mà trục lợi vinh thân phì gia, nhưng mà cuối cùng thấy thằng này bất tài, bị cả cộng đồng lên án, bị những người như Khải, Mai Vũng Tàu, Kẹo Ngọt Bốn Sa, Việt Di Trú, phanh phui, bóc mẻ lên án, bắt dò. Thành ra cuối cùng bây giờ thấy cũng không có dùng gì được thằng này, mà thằng này nó quá ngu dốt, chưa gì đã đi vỗ ngực xưng tên, đi 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 làm tiền, tống tiền doanh nghiệp. Thành ra cuối cùng là băng đảng Trịnh Thái Văn cũng cũng ngó lơ. Thành ra Nam Quan vỡ mộng là sao? Là bây giờ mang tiếng là tưởng bở là phó thị trưởng, nhưng mà quý vị thấy đâu có đi làm tiền được ai nữa, mà băng đảng nó cũng chẳng nuôi nữa, đã đắc cử rồi mày tự lo thân mày, nó đâu có nuôi nữa. Rồi bây giờ đâu có dùng cái kênh mà YouTube để đi chửi mướn, để mà như cái thời còn là khố rách áo ôm đi chửi mướn, rồi nó lâu lâu nó cho tiền để mà chửi chụp mũ vu khống đối thủ của nó. Rồi cái chuyện bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy, sắp ngã ngũ rồi, băng đảng Võ Hoàng Yên đồ này kia đâu có cho tiền để mà đi chửi bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Có nghĩa là sao? Thâu nhập cái dùng những cái gọi là cái sở trường chửi mướn là bây giờ cũng không có kiếm tiền được, mà công khai bây giờ ai mà sợ Nam Quan để mà vòi tiền tống tiền thiên hạ, đâu có dùng cái chức gọi là phó thì phó ấp để mà đi tống tiền kiếm sống được. Thành ra cuối cùng là bây giờ phải quay qua sống dựa vào cái đồng lương thật sự 800 đô la một tháng, thì hỏi quý vị làm sao sống ở thành phố Westminster mà 800 đô la làm sao sống, mà mày đặt phải mặc áo vest suốt ngày phải diện đồ. Thành ra cuối cùng bây giờ kẹt quá mới đi vòi tiền thành phố đòi tăng lương lên 1.000 mấy trăm đô một tháng mới sống được. Thành ra quý vị thấy đó là những cái sự thật, từ từ nó sẽ lộ ra, giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra, tức là Nam Quan không còn bịt bợm được nữa, bây giờ không thể sống bám vào cái kênh YouTube dơ chuyên đi vu khống chụp mũ chửi mướn để kiếm sống, cũng không vòi tiền được thiên hạ. Thành ra bây giờ phải, mà mấy chục năm nay có đi làm nghề ngỗng gì, có công công ăn việc làm, có thu nhập khỉ gì đâu, khoe làm kỹ sư có bằng, bây giờ đi 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 làm đi, tại sao bây giờ mà phải phải lên mà họp hội đồng thành phố đòi tăng lương, người ta chửi cho. Charlie cũng đâu có ủng hộ đâu. Bây giờ sống 800 đô la một tháng, bây giờ Nam Quan có nhớ hồi xưa Nam Quan hứa là sẽ hiến tặng cái tiền lương đó, không cần tiền lương đó không? Ủa tại sao bây giờ phải đòi tăng lương là sao? Thành ra kính thưa quý vị, đó là những gì chúng tôi muốn trình bày. Còn nhiều chuyện khác nữa, từ từ giống như anh Mai Vũng Tàu anh đưa ra bằng chứng là Nam Quan là một cái thằng lừa thầy phản bạn. Mọi mặt thì ngày nào cũng ngồi làm chương trình YouTube với Nguyễn Tiến Dũng để mà xông kiếm hợp bích, lăng mạ phụ nữ, chửi lộn với đàn bà để kiếm sống. Ngoài mặt thì thơm thớt nói cười,
ra vẻ là tình thương mến thương lắm, nhưng mà đằng sau lưng gửi cho anh Mai Vũng Tàu nói ồ anh thưa nó đi, anh Việt thưa là đừng đừng thưa tôi thôi chứ tôi đâu có ưa thằng đó đâu. Thì cái thứ như vậy là quý vị nghĩ là có phải là người đạo đức, người đàng hoàng không? Đó là lý do mà từ giờ trở đi chúng tôi sẽ tiếp tục trưng ra những cái bằng chứng để cho quý vị thấy được cái bộ mặt thật của Nam Quan, cái trình độ của Nam Quan, cái tư cách của Nam Quan, cái con người của Nam Quan, để quý vị thấy rằng là Nam Quan có xứng đáng đại diện cho chúng ta trong vai trò nghị viên hội đồng thành phố hay không. Đừng nói đến vai trò thị trưởng, phó thị trưởng. Và quan trọng hơn hết là Nam Quan có khả năng, có kinh nghiệm để mà đảm đương cái vai trò phó thị trưởng hay không. Bằng chứng là có một lần Charlie đến trễ nửa tiếng, người ta nói ok bây giờ ông thị trưởng không có mặt ở đây thì ông phó thị trưởng ra thay thế để điều hành chủ tọa phiên họp đi. Là Nam Quan tôi đâu biết gì đâu, bây giờ làm gì. Chứng tỏ là Nam Quan không hề có khả năng, không hề có kinh nghiệm để đảm đương cái vai trò phó thị trưởng. Dạ vâng, bây giờ Khải cũng mới đi xin viện trợ về, mới đi mua đồ ăn sáng quán Vân bún chả Hà Nội. Thành ra xin tạm thời dừng chương trình ở đây, cũng như là Khải có ghé chợ Thuận Phát thấy sữa hộp $3 trung bình cứ thấy $3 mấy, mà tự nhiên có một cái hiệu nó chỉ có $1.39 thôi, $1.39 một hộp sữa đặc nha. Thành ra có lẽ là cái hãng này mới ra, thành ra họ muốn cạnh tranh, thành ra họ khuyến mãi đó. Thành ra Khải cũng mua thử rồi. Bây giờ mình là cũng sáng nay cũng là cà phê ly cối McDonald nha, một đồng lẻ 8 sen. Thành ra sẵn bây giờ mình pha, để lâu quá nó tan đá ra thì mình pha thêm sữa này vô coi là sao nha. Rồi Khải xin phép ngừng chương trình ở nơi đây. Khải sẽ tiếp tục làm chương trình khác để nói về tư duy của những người cuồng đảng bỏ đỏ, những người cho đến giờ phút này vẫn còn thần tượng bảo vệ cái cơ chế gọi là xã hội chủ nghĩa, hoặc là vẫn còn bao biện cho cái điều 331, hoặc là vẫn khoe là Việt Nam tự do gấp ngàn lần Hoa Kỳ. Và trong chương trình tới Khải cũng sẽ nói về cái trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa sắp tới 2 ngày nữa, cũng như Khải có còn một vài cái điều Khải muốn nhắn nhủ chị Nguyễn Phương Hằng, thì Khải sẽ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tới, thì mình sẽ chia sẻ về cái đề tài của phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như là điều 331 và cái hệ thống pháp luật Việt Nam, cũng như tư duy của những người Việt Nam. Họ ngộ nhận họ là người yêu nước, có tinh thần dân tộc, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bao biện cho những cái luật lệ hú lậu, lạc hậu, mông muội, phi dân chủ, và chỉ không có phục vụ quyền lợi của người dân, bảo vệ người dân, cũng như là để mà thật sự bảo vệ an ninh trật tự xã hội, mà thật sự chỉ được sử dụng như là một cái công cụ để bảo vệ quyền lợi của cơ quan công quyền nhà nước, Đảng Cộng sản, cũng như là cái vòng kim cô là một cái cớ để mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an có thể viện dẫn những cái đạo luật đó để mà bảo vệ quyền lợi của đảng, để mà đàn áp những thành phần đối lập, những thành phần gây bất lợi cho nhà nước cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Khải xin hẹn các bạn trong cái lần tới, có thể là hôm nay, chiều nay Khải sẽ làm cái chương trình nói về cái đề tài đó. Dạ vâng, Khải xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt.